Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của em là 0977500055, một trong những kênh mua bán đại diện bán hàng của siêu thị ô tô BK và trung thực cao tu. Xin gửi đến và mang đến cho quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Fortuner 2017, máy xăng số tự động, được nhập khẩu Indonesia, màu ghi xám, biển thành phố và chạy được 4.8, dàn lốp thì vẫn còn theo xe của anh chị nhé. Mời quý anh chị cùng em xem qua nội ngoại thất chiếc xe. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc Toyota Fortuner máy xăng, máy dầu thì có thể liên lạc qua số điện thoại ở phần tiêu đề nhé quý anh chị nhé. Vâng, với phần đầu của chiếc xe Toyota mang thương hiệu Nhật Bản, với này mặt ca lăng rất là lớn, được mạ chrome, và cụm đèn trước của chiếc xe được trang bị đèn bi và vuốt sang phía hai bên thì cũng rất là đẹp cho một chiếc xe. Ngoài ra đèn chiếu gầm của chiếc xe được trang bị đường viền quanh đèn gầm nhé quý anh chị nhé. Ngoài ra dàn lốp của chiếc xe này vẫn còn là theo xe, và dàn lốp của chiếc xe là thông số lốp của chiếc xe là 2017 nhé quý anh chị nhé. Dàn lốp này vẫn còn theo xe. Vành thì được thiết kế 17 inch rất là lớn. Bên cạnh đó thì chiếc xe cũng được trang bị chủ rất là ưu ái, đã lên cho mình những bộ body cho xe ốp bậc lên xuống, và những dán kính phim cách nhiệt, và ngoài ra rè chắn mưa, tay nắm cửa đã ốp chống xước cho chiếc xe, và chiếc xe tay nắm cửa cũng được mạ chrome với lại khóa thông minh một chạm nhé quý anh chị nhé. Cửa sổ thì chiếc xe được trang bị cửa kính với gương kính được chỉnh điện, nội thất được bọc trần lỉ, ngoài ra thì da được bọc da màu nâu, và nội thất của chiếc xe, và chiếc xe được trang bị điều hòa tự động với cửa gió sau, màn hình Android. Điểm của chiếc xe này thì cái đầu cần số này còn rất là mới nhé quý anh chị nhá. Đầu cần số này rất mới này. Hai chế độ lái và cân bằng điện tử cho chiếc xe, lót sàn, và những ốp lên xuống được trang bị ốp điện, ốp bậc lên xuống chống xước có biểu tượng Fortuner và được trang trí điện. Hàng ghế sau của chiếc xe với những cửa gió và cổng điện, cổng 12V. Những keo chỉ của chiếc xe này thì hoàn toàn không có dấu hiệu bị đi lại keo chỉ hay bị cậy mở quý anh chị nhé. Phần đuôi xe của chiếc xe, phần cụm đèn sau, ngoài ra xe được trang bị thêm vào là cảm biến sau và camera lùi, lốp được trang bị lốp treo, và những chi tiết cho chiếc xe này. Khung gầm của chiếc xe và lốp sơ cua cũng chưa hạ quý anh chị nhé. Khung gầm của chiếc xe đây ạ. Hàng ghế thứ ba, xe thì vẫn còn được bọc những bọc ni lông ở trên xe nhé quý anh chị nhé. Hàng ghế thứ ba đây quý anh chị. Quý anh chị có thể ngồi hàng ghế thứ ba này, gập 50-50, rất là rộng cho khoang hành lý. Ghế lái thì được trang bị cửa kính lên xuống một chạm, điều chỉnh gương kính ở bên ghế lái. Ngoài ra ghế lái này được chỉnh điện, và ốp bậc lên xuống đều được chống xước, điều chỉnh đèn pha, xe chạy được 1.9 nhé quý anh chị nhé. Xe còn rất là mới, vô lăng bọc da với lại những nút bấm điều khiển ở trên vô lăng, lưỡi chuyển số thể thao. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì quý anh chị lưu ý một chiếc xe có bị tai nạn hay không, có bị đâm đụng ngập nước hay không, và giấy tờ hành lý pháp lý có đầy đủ hay không. Đến với cửa hàng của em xin cam kết với quý anh chị là một chiếc xe không bị tai nạn, đâm đụng ngập nước và giấy tờ hành lý pháp lý đầy đủ. Với chiếc xe đã qua sử dụng và được sản xuất 2017 thì em vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý anh chị lên đến 70%. Mới một chiếc xe quý anh chị chỉ chuẩn bị cho em
khoảng 250 triệu là có thể lấy chiếc xe này về. Và giá hiện tại bên em đang mong muốn và bán với giá là 848 triệu quý anh chị nhé, 848 triệu. Và cửa hàng của em thì Khai Xuân luôn luôn có những ưu đãi cho dành cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ em. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị.